Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 9 và quý phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho các em ở cái phần cái công thức tính delta và công thức gọi là công thức nghiệm và công thức nghiệm thu gọn đúng không? Delta phẩy thì chúng ta biết rồi. Trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho các em ở cái phần luyện tập 4 trở đi, giống như trong clip trước thầy đã nói rồi đúng không nào? Thì bây giờ chúng ta ở câu A này, ta xác định cái hệ số A, B phẩy và C của từng câu ABC rồi chúng ta tính delta phẩy và chúng ta tính cái số nghiệm của nó nha. Riêng về phần công thức thì bắt buộc chúng ta phải thuộc rồi. Cái này không có bàn cãi hết em. Các em không thuộc công thức thì chịu thôi, chịu thua. Không có cách nào khác cả. Hiểu không? Như vậy thì ở đây câu A hệ số A ở đây người ta không ghi nghĩa là 1 này. B phẩy, nếu mà B á, nếu thầy hỏi hệ số B đó nha. Hệ số B thì nó sẽ là gì? Nó sẽ là âm 6, nhưng mà B phẩy thì chúng ta lấy âm 6 chia gì? Âm 6 chia cho 2 là bằng âm 3, còn hệ số C người ta là âm 5, được chưa? Đấy, như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ ghi ra, rồi chúng ta sẽ ấy ha, tính. Như vậy hệ số A người ta đây là 1, hệ số B phẩy ta là âm 6 chia 2, đây này, âm 6 chia 2 là bằng âm 3 này. Khi chúng ta thực hiện chúng ta không cần phải làm bước này cũng được, đúng không? Và hệ số C người ta là âm 5. Như vậy bây giờ người ta tính delta phẩy. Delta phẩy cứ theo, nếu mà bạn là chưa thuộc công thức á, chưa thuộc công thức thì chúng ta nên gì? Chúng ta nên ghi công thức ra các em. Còn chúng ta thuộc rồi thì thôi, cái bước này chúng ta bỏ qua nha. Nên là B phẩy bình phương trừ cho AC thôi. Như vậy thì ở đây chúng ta thế vô là âm 3 bình phương trừ ở đây AC, A là 1, C là âm 5. Như vậy thì thằng này sẽ ra là 9 trừ trừ thành cộng, trừ với trừ này thành cộng này. Ở đây là 5 thì thằng này là bằng 14. Cái đó 14 thì thằng này lớn hơn 0. Lớn hơn 0 thì chứng tỏ nó sẽ có máy nghiệm phân biệt nha. Hả? Nó sẽ có máy nghiệm phân biệt. Hả? Nó sẽ có hai nghiệm phân biệt đúng chưa? Như vậy x1 theo công thức của chúng ta thì nó sẽ là trừ b phẩy cộng căn 2 của delta phẩy trên cho a thôi. Còn x2 á thì sẽ bằng là trừ b phẩy trừ căn 2 của delta phẩy trên cho a. Cơ bản là công thức phải thuộc thôi chứ không có cách nào khác cả nghe, hiểu chưa? Như vậy thì ở đây nó sẽ bằng là gì nè? Như vậy ở đây nó sẽ bằng là gì? Trừ b phẩy nghĩa là trừ cho trừ 3 cộng căn 2 của 14 trên a là 1, trừ trừ thành cộng. Như vậy kết quả này bằng 3 căn 2 của 14 đó. Tiếp tục ở đây là trừ 3 trừ căn 2 của 14 trên cho 1 thì nó sẽ bằng 3 trừ căn 2 của 14, được chưa? Sau khi chúng ta làm xong thì chúng ta sẽ sử dụng máy tính bảng túi để chúng ta bấm nha. Rồi bây giờ chúng ta dùng máy tính bảng túi để chúng ta bấm kiểm tra xem thử là, nhưng mà lưu ý này, các em phải lưu ý như thầy như thế này này. Khi chúng ta nhập vô trong máy tính bảng túi ấy, thì chúng ta phải nhập đúng hệ số ở cái trên cái đề bài người ta cho nha. Chúng ta đừng có nhập cái B phẩy mà chúng ta sẽ nhập nó là hệ số B, nghĩa là khi đó chúng ta nhập phải là âm 6 chứ không phải là âm 3, nhớ chưa? Rồi bây giờ chúng ta bấm menu 922. Ở đây chúng ta nhập hệ số đây là 1 này, thấy chưa? 1, bấm cho bằng. Ở đây chúng ta nhập ở đây là âm 6 này, chúng ta nhập tiếp là âm 5 này. Rồi chính xác cho game 3 căn 2 của 14 với lại là 3 trừ căn 2 14, chứng tỏ cái bài của mình là nó hoàn toàn là chính xác chứ không thể nào mà sai được. Tại vì khi chúng ta bấm máy tính vào túi ra nó ra tính kết quả giống là ok rồi đó. Chứ mà bấm ra mà sai thì một, nó có hai trường hợp, một là chúng ta tính sai ở đây, hai là chúng ta nhập hệ số là ra kết quả này sai, nên chúng ta phải kiểm tra lại. Nếu mà kết quả khi chúng ta bấm nó không khớp nhau là bắt buộc ta phải kiểm tra lại, nhớ chưa? Rồi xong câu A, bây giờ chúng ta đi sang câu B. Hệ số A chúng ta là mặt âm mấy? Âm 3. Ở đây là gì? 12. Thì B này sẽ bằng 12 chia 2 là bằng 6. Và C đây là âm 35. Như vậy chúng ta tính delta phẩy. Như vậy nó ra được là 6 bình phương trừ 3 trừ cho AC. Ở đây là trừ cho AC, A ta là âm 3 này nhân C của âm 35. Có đúng chưa nào? Rồi, như vậy thì ở đây chắc chắn là nó ra kết quả là gì? 6 bình phương là bằng 36 này, trừ âm ra dương rồi, lấy 3 nhân 35 trừ 69 nhỏ hơn 0, vô nghiệm.
ngay lập tức là kết luận nó vô nghiệm ngay, chứ chúng ta không cần phải tính gì cả. Delta hay delta phẩy gì cũng vậy, khi mà tính ra nó nhỏ hơn không thì nó kết luận luôn, có hiểu chưa? Ok rồi, ta sang câu C nha. Câu C thì hệ số A ta đem âm 25 này, kim lấy 30 chia cho mấy, 30 chia 2 là bằng 15, B phẩy là bằng 15 này. Hệ số C chúng ta là bằng âm 9. Như vậy delta phẩy là bằng 15 bình phương trừ cho AC âm 25 nhân đây cho âm 9. Như vậy kết quả ở đây sẽ bằng bao nhiêu này? Bằng 0 đúng không? Bằng 0. Như vậy nó có nghiệm kép x1 sẽ bằng x2 sẽ bằng là, nếu mà theo trong công thức chúng ta, âm B phẩy trên A, nghĩa là bằng âm 15 trên A là âm 25, đúng chưa? Như vậy thì nó sẽ ra được là đây là 3/5. Ở đây chúng ta chia cho âm 5, đây chia cho âm 5, hiểu không? Ok chưa? Rồi, chúng ta dùng máy tính bài toán, chúng ta kiểm tra câu B với câu C luôn nha. Bây giờ ta kiểm tra câu B trước, xem thử nó có phải vô nghiệm hay không, có ra chữ Y không. Ở đây là âm 3 12 âm 35, nó ra chữ Y này. Các em thấy nó ra chữ Y không? Nó ra chữ Y thì chắc chắn nó sẽ vô nghiệm rồi đúng không? Chúng ta đi menu 922 tiếp, chúng ta nhập ở đây là âm 25 30 âm 9. Rồi, như vậy thì nó ra nghiệm kép này, nó ra chữ x thôi này, chứng tỏ 3/5, chính xác chưa nào? Đó, ok. Vậy đó. Vậy thầy đã hướng dẫn xong cho em ở cái phần này rồi ha. Đây nghe. Thầy cũng có làm chi tiết cho các em này. Ta nhìn thấy câu A và câu B. Rồi, chúng ta sẽ đi sang câu C ở đây. Rồi, ok. Bây giờ về phần ví dụ 5 này. Ví dụ 5 ở đây người ta sẽ không cho ở vế bên phải nó xuất hiện số 0 này trước. Các em hiểu không? Nghĩa là ở đây là vế trái sẽ bằng vế phải. Thì khi đó chúng ta phải chuyển vế đổi dấu. Nghĩa là ta chuyển hết giùm thầy cả cái này qua bên đây đổi dấu giùm thầy. Nghĩa là chúng ta ghi lại này, 3x bình phương trừ 4x trừ 2 ở vế bên đây. Không chuyển thì giữ nguyên dấu nó, nhưng ở đây chúng ta chuyển thì ta phải đổi dấu. Ngay chỗ đây người ta không ghi, nghĩa là dấu cộng này. Đây dấu cộng, đây dấu trừ, chuyển qua thì đổi ngược lại. Ở đây cộng thì chuyển thành trừ là 2x bình phương, ở đây chuyển thành trừ x, ở đây trừ thì chuyển thành cộng, ở đây là 8. Để làm gì? Để vế bên phải xuất hiện là số 0 này. Các em hiểu chưa? Như vậy chúng ta lấy là 3x bình phương trừ 2x bình phương là bằng x bình phương, trừ 4x trừ 1x là bằng trừ 5x, trừ 2 cộng cho 8 là bằng cộng 6 bằng 0. Chúng ta hiểu như vậy. Hiểu chưa? Đó. Đây. Tới đây thì quá đơn giản thôi. Tới đây thì người ta giải thôi. Tới thời điểm bây giờ thì cái việc mà giải phương trình này thì nó không còn gì mà khó khăn đối với các em nữa. Các hiểu không nào? Đó. Bây giờ thầy sẽ qua cái phần 3, đó chính là ứng dụng của phương trình bậc hai một ẩn. Thì trong người clip trước thầy có khuyên các em là gì? Chúng ta nên xem ở bộ kết nối tri thức ở cái dạng giải bài toán bằng cách lập phương trình để chúng ta nắm. Các em hiểu không nào? Đấy. Như vậy phương trình bậc hai một ẩn giúp chúng ta giải quyết được nhiều vấn đề trong toán học cũng như trong thực tiễn. Chúng ta tìm hiểu ví dụ đây. Bác Nam muốn uống một tấm tôn phẳng có dạng hình chữ nhật với bề ngang. Ở trên đây nó có cái phần hình này các em này. Nó có phần hình này. Thì các em lưu ý này, ví dụ ở đây là 32 thì ở đây chúng ta trừ cho x. Ở đây trừ cho x thì chúng ta phải lấy 32 trừ cho x trừ cho x là trừ 2x. Nghĩa là đáng lẽ người ta phải ghi là 32 trừ x trừ x. Nghĩa là trừ 2 gấp này. Các em hiểu không nào? Đó.
khi đó chúng ta dựa vào diện tích của nó, ta nhân ra để ra được cái phương trình này, ta giải phương trình này ra và ta kết luận. Và nhớ những cái dạng này thì chúng ta phải đặt điều kiện ở nó. Các bước làm thì đây em, nó cũng gồm có 3 bước giống như của hai cái bộ sách kia thôi em, chứ nó không có gì khác hết nha, nó không có gì khác cả. Như vậy thì các bước thì khi người ta hỏi cái gì thì chúng ta sẽ đặt ẩn ở cái chỗ đó, sau đó chúng ta sẽ tiến hành đặt điều kiện cho cái biến đó dựa vào những điều kiện đã biết và những điều kiện mà chúng ta đặt ẩn á, chúng ta liên hệ với nhau, sau đó chúng ta sẽ lập phương trình. Em hiểu không? Lập phương trình và nhớ phương trình này là phương trình bậc 2, và chúng ta sử dụng công thức nghiệm hoặc là công thức nghiệm thu gọn để chúng ta giải. Sau khi chúng ta giải ra, chúng ta phải đối chiếu điều kiện để chúng ta lấy ra loại nghiệm, và sau đó chúng ta sẽ kết luận, ta đưa ra câu trả lời. Là 3 bước của chúng ta là như vậy, chúng ta hiểu chưa nào? Ok chưa? Về cái phương pháp nói nghe thì dễ, nhưng quan trọng á, nó sẽ có những cái dạng toán kem, ví dụ như dạng toán về vận tốc, quãng đường, thời gian là thứ nhất, hoặc là dạng toán về năng suất, hoặc là dạng toán về diện tích, ví dụ diện tích hình chữ nhật, diện tích hình vuông rồi đó, diện tích trong phòng, diện tích đấy rồi đó, hoặc là dạng toán về cái việc mà chúng ta cũng dạng là công việc, hoặc là cái dạng toán về vòi nước kem, năng suất gọi là mở vòi 1 rồi mở vòi 2 đầy rồi vòi 1, nếu mà mở vòi 1 thì hết bao nhiêu giờ, thì những cái dạng toán đấy chúng ta phải xem ở cái bộ kết nối, nó đầy đủ lắm em nha, đầy đủ cực kỳ luôn. Ok, chúng ta sẽ đi sang ở trang 58. Hoặc là một dạng toán mà chúng ta ở đây người ta cho ví dụ đó chính là phần lãi kép, thì thầy sẽ hướng dẫn em phần này này. Bác Khoa gửi 100 triệu đồng kỳ hạn 2 tháng nghe tiền gốc á, tiền gốc bác có là 100 triệu, bây giờ bác đem cái tiền này bác gửi vô ngân hàng, tại vì các em thì có thể là nhỏ tuổi thì thầy sẽ phân tích để các em hiểu, sau này chúng ta hiểu thôi. Thì mục đích gửi của tất cả gia đình gửi vào trong ngân hàng để làm gì? Để lấy lãi. Sau 12 tháng nghe, sau 1 năm là lãi được bao nhiêu, thì để biết được lãi bao nhiêu á thì chúng ta phải biết được cái phần trăm, cái thời điểm gửi nó khác nhau em. Ví dụ chúng ta gửi gần Tết thì có thể cao, nhưng mà qua Tết nó lại thấp, tùy theo. Và thường là cái dạng toán này người ta hỏi là chúng ta sẽ đi tính cái lãi suất của nó là bao nhiêu. Đó, để ở đây này, người ta yêu cầu em tìm lãi suất này. Cái hiểu nào? Đó. Như vậy thì nè, chúng ta phải hiểu này. Gửi, bây giờ bác gửi 1 năm đi. Bây giờ gửi 1 năm nha, 1 năm nha. Năm 1 này. Năm 1 thì tiền gốc của bác gửi là bao nhiêu? 100 triệu. Thì gửi phải lấy ra chứ đúng không? 100 triệu. Cộng với tiền lãi của bác sẽ là 100 nhân cho x. Tại vì x ở đây chính là phần lãi suất. Đây là năm 1 này. Nếu mà qua năm 2, em nhớ này. Nếu mà năm 2 thì bác không rút ra mà bác gửi tiếp, thì người ta hay nói cái câu là lãi mẹ đĩa lại con. Lãi mẹ đĩa lại con nghĩa là bây giờ cái năm 2 thì cái ngân hàng nó sẽ coi ví dụ như bây giờ 4% đi, 4% trên năm đi, thì 100 triệu này bác, nếu mà 4% thì bác sẽ được là 4 triệu. Thì có phải không, nếu như mà 4% đi thì lấy cái tiền lãi, nếu mà một tiền lãi lấy 4% đây được là bao nhiêu? 4 triệu. Thì nếu mà năm 1 á, nếu mà tính tiền thiệt ra nha, năm 1 thì có phải bằng 104 triệu không, nếu mà bác rút ra. Thì chúng ta coi cái 4% này là ít nè, à, hiểu không? Như vậy thì năm 2, nếu mà năm 2 thì có phải cái năm 1 này 104 triệu này có phải là gì? Bác gửi ra cái thằng năm 2 này, cái thằng này đó chính là tiền gốc. Như vậy tiền gốc của chúng ta bây giờ thì thằng này nếu chúng ta đặt 100 ra thì nó sẽ là 1 cộng cho x. Có hiểu chưa nào? Thì cái năm 2, cái 100 nhân ở đây cho 1 cộng x ở đây đó chính là tiền gốc. Cộng cho gì? Cộng cho 100, 1 cộng x này nhân thêm cho cái lãi suất này nữa. Cái hiểu nha, hiểu không? Đó. Nên là x ở đây á là x phần trăm. Thì ở trong phần này người ta tại sao có cái phần trăm ở đây? Thì ở đây người ta có ghi là ở đây là phần trăm. Cũng tùy theo em, tùy theo cái cách giải thầy thấy. Ở cái bộ kia nó không cần phần trăm luôn em, người ta tự hiểu đó chính là phần trăm luôn. Còn ở đây x phần trăm nghĩa là nó x phần 100 đây nè. Thì nhìn có vẻ nó hơi phức tạp hơn một xíu thôi.
Chứ ở trong cái bộ sách trăn trở và chân kết nối thầy làm rồi thì chỗ này nó sẽ là 100 nhân cho 1 cộng x thôi, chứ nó không có cái kiểu là x chia 100 này nha. Ta phải hiểu như vậy. Ok chưa? Đấy, đáng lẽ là ở đây là 100 1 cộng x cộng cho 100 1 cộng x nhân cho x này. Nên nãy thầy nói ở đây nhân cho x này. Mà chính là bằng cái số tiền mà bác sẽ nhận được này. Đây. Hiểu không? Đó. Ok chưa? Nên là tùy theo bộ sách chúng ta xem, nhưng mà cơ bản là nó cũng không khác nhau đâu em. Khi chúng ta hiểu về gọi là cái về phần cơ bản á, về phần kiến thức cơ bản thì chúng ta sẽ không thấy nó khó đâu. Thì bây giờ đối với bài này thì thầy sẽ làm được em quay lại trong bài toán mở đầu, sau bao lâu thì quả bóng chạm đất thì chúng ta sẽ giải cái phương trình nha. Chúng ta sẽ tiến hành giải cái phương trình đây, cái phần mở đầu này. Cái phần mở đầu nghe. Rồi, cái phương trình người ta đưa ra này. Nhưng mà ở đây chúng ta cần phải biến đổi và giải cái này này. Nhưng mà cái này nó chưa có dạng phương trình bậc 2. Cái cơ bản là nó chưa có, thì bây giờ chúng ta phải biến đổi ra. Thì trong clip trước ấy, thì thầy có biến đổi rồi, nhưng bây giờ thầy biến đổi lại một lần nữa nha. Ở đây là âm 0,07, ở đây là x cộng 6,14 bình phương cộng 4,64 bằng 0, đúng chưa? Đó, như vậy thì ở đây chúng ta sẽ tiến hành khai triển này ra. Âm 0,07 ở đây là x bình phương cộng 2 nhân x nhân 6,14 cộng cho 6,14 bình phương cộng cho 4,64 bằng 0. Ta nhân vô âm 0,07 x bình phương, chúng ta lấy này nhân vô đây. Được không nào? Chúng ta thoát ra ở đây, thầy bấm, chúng ta lấy âm 0,07 này nhân cho mấy, nhân cho 2, nhân cho mấy nữa, nhân cho 6,14 đấy, đúng chưa? Bằng này âm 0, cái này trong clip trước thầy đã làm rồi, 8596 x, lá này nhân vô đây, âm luôn ở đây. Như vậy ở đây nó ra được là âm 0,07 nhân ở đây cho 6,14 bình phương. Rồi đây nó ra âm 2,638972 cộng 4,64 bằng 0. Nhưng mà nó ra được phương trình là âm 0,07 x bình phương, đúng không nào, trừ 0,8596 x, trừ đây chúng ta cộng ở đây cho 4,64 đây nghe, bằng cộng 2,001028 bằng 0. Rồi chúng ta dùng máy tính ta bấm phương trình này cho thầy nha. Ta bấm menu 922. Được không? Đó. Ta có là âm 0,07 này. Âm 0,8596 này. 2,001028 này. Đây, x1 bằng 2 và x2 là bằng âm 14 thì cái thằng kia thì chúng ta sẽ loại đi. Được chưa nào? Loại đi. Như vậy ở đây chúng ta giải là x ở đây sẽ bằng 2 đúng không? Để tôi bấm lại. Đây. Khoảng tầm 2 giây em. Và bóng chạm đất. X bằng 2 là chúng ta lấy. Còn x bằng âm 14,28 là người ta loại. Chúng ta kết luận là vậy. Vậy ở đây người ta nói là khi mà quả bóng chạm đất là tầm khoảng mấy giây? Là 2 giây. Vậy khoảng 2 giây ném bóng thì bóng chạm đất. Được chưa? Ta giải đây cái. Ok.
Em hiểu không? Rồi, chúng ta sẽ đi sang phần cuối cùng là bấm máy tính nha. Về phần sử dụng máy tính và tú cầm tay á, thì cái này thầy nói với em là bữa nay nhiều hãng lắm, nào gì Fly, Thiên Long rồi Casio, chủ yếu thầy thấy bữa nay chủ yếu là cái này thôi. Thầy thấy rất là thịnh hành luôn. Và nếu chúng ta, tại vì trong kênh của thầy ấy, nó có 49 video, 49 video nha, sự hướng dẫn bấm máy tính này thầy đã làm rồi, 49 video áp dụng cho trung học cơ sở và trung học phổ thông luôn, chủ yếu là trung học phổ thông là nhiều em. Còn việc bấm phương trình, bắt phương trình các kiểu thầy đã hướng dẫn hết trên trên đó rồi. Em cứ vào kênh của thầy, vào xin danh sách phát, chúng ta tìm là có 49 video đó, chúng ta học 49 video đó là thầy nói với em là từ cái phím CLC, option hay các kiểu tích phân rồi gì đó là chúng ta giải được hết. Trước đây thầy nói với em là toán nó toàn bộ trách nhiệm 100%, bạn nào biết cách sử dụng máy tính hay là nó đã tăng 50% công lực em, nghĩa là chúng ta không bao giờ mà bị liệt điểm môn toán hết, tại vì đã có máy tính này đã hỗ trợ, tại vì máy tính này người ta cho đem vào phòng thi em, phòng thi tốt nghiệp trung học phổ thông là máy tính đây này, hiểu chưa? Thì trong đây người ta nói là bấm 1153, thì cái này là cái máy máy gì đây thầy cũng ha. Ok, ví dụ như cái thằng này thì cái máy này không phải là mod mà nó sẽ là gì em, nó sẽ là menu nha. Mod là chắc của cái thằng loại cũ sao chứ, đúng không? Chúng ta bấm menu, chúng ta bấm cái này này, menu 922, ta bấm căn bậc hai của ba ở đây, nhớ mở ngọt thì phải đóng ngọt lại cho đây, ta bấm dấu bằng -4, -7 đây, x1 này có phải không? Đây game này x1 này, làm tròn này, người ta yêu cầu làm tròn, thấy chưa? Máy nào thì máy chứ mà nó y bài vậy game, chúng ta phải nhập cái số liệu cho nó đúng, hiểu chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ, thầy sẽ bấm cho em phần này nữa là xong nha. Bấm menu 922, bấm căn bậc 2 của 2. Đấy, mở ngoặc thì phải đóng ngoặc lại. -4, -2 của 3. Đây, x1 này. Ở đây người ta yêu cầu là làm tròn đến hàng phần 10. Hàng phần 10 các em nhìn này, cái thằng này là số nguyên rồi, hàng đơn vị rồi, bắt đầu từ dấu chấm này gọi là hàng thập phân, đúng không? Thì số 2 này hàng phần 10, hàng phần trăm, hàng phần nghìn, hàng phần chục nghìn, thì hàng phần 10 của chúng ta là chữ số 2. Hàng phần 10 là chữ số 2 thì đằng sau chữ số 2 là chữ số 0, người ta bỏ đi, từ số 0 thì người ta bỏ đi. Như vậy ở đây x1 sẽ bằng là 3,2, x2 của chúng ta, hàng phần 10 của chúng ta là chữ số 3, mà đằng sau chữ số 3 là chữ số 8. Số 8 thì nó lớn hơn 5, em hiểu không? Số 8 thì lớn hơn 5 thì chứng tỏ chúng ta cộng một đơn vị ở đây thì gần bằng ở đây là âm 0,4. Cách làm ta là như vậy, hiểu chưa? Ok chưa? Rồi, hiểu không? Như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc em. Trong clip sau thầy sẽ quay tiếp cho các em ở cái phần bài tập. Ở phần bài tập thì trong đây người ta cho các em là 6 bài thôi. Ta làm 3 bài này trước, chắc có lẽ thầy sẽ quay 3 bài này một clip, rồi 3 bài sau một clip. Phần bài tập chắc thầy sẽ quay 2 clip nha. Như vậy thì thầy chúc cho em học tốt. Bye bye. Ok. Rồi, xin chào các em. Các em ủng hộ cái kênh của thầy Quang cho thầy nha. Và đây là cái clip nấu ăn của cô Hòa. Đó, ok. Hòa Lan đẹp các em. Đấy, đẹp luôn. Chào.